xin chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn, tông chết người tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 sau khi va chạm với ô tô 7 chỗ, chiếc xe đầu kéo tiếp tục lao vào khu vực bãi đỗ, dừng khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 và tông vào hai xe ô tô khác khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an thị xã Quảng Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn do xe đầu kéo gây ra tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Bạch Đằng vào sáng 19 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 6 giờ 40 phút sáng 19 tháng 11 tại km 20.900 chân dốc cầu Bạch Đằng thuộc địa phận thị xã Quảng Yên đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C094-90 do ông Nguyễn Văn Định, sinh năm 1979, trú tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R025-00 chạy theo hướng Hải Phòng Hạ Long với xe ô tô con loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 29LD037-41 do anh Trịnh Xuân Quang, sinh năm 1963, trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển đi cùng chiều. Sau cú va chạm, xe đầu kéo này tiếp tục lao vào khu vực bãi đỗ, dừng cho người khai báo y tế và tông vào hai xe ô tô con mang biển kiểm soát 15B04276 và 14A34599. Hậu quả khiến một người phụ nữ tử vong, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế xe đầu kéo không làm chủ được phương tiện. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.